Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình. Tự nhiên hôm nay lại thèm bánh xèo vỏ. Sẵn trong nhà mình cũng đang có bột gạo nên mình sẽ làm bánh xèo vỏ bằng bột gạo này nha. Mình pha vào bột gạo một ít bột chiên giòn nữa nha. Cho thật là nhiều hành lá vào luôn nè. Mình thấy món này làm khá là đơn giản luôn, lại còn nhanh nữa. Lúc nhỏ mình cũng rất là thích ăn cái món này lắm á. Mỗi lần mình ăn chắc được nửa ký luôn á. Ở mình có loại bánh này bán theo ký, ăn kèm với rau sống và nước mắm ngọt rất là ngon luôn á. Theo mình được biết thì cái món này là của người Bình Định. Người Bình Định thì ăn cùng với mắm nêm đúng không? Mình là một đứa thích cái loại bánh xèo của miền Trung hơn là miền Tây á. Bánh xèo vỏ này một khi đã ăn là ghiền lắm luôn nghe mọi người. Chỉ còn có một ít bột và hành lá mộc mạc như vậy thôi á mà ngon xỉu luôn á. Tuy là mình không được sinh ra ở miền Trung nhưng chỗ mình ở gốc miền Trung cũng rất là nhiều, nhưng mà mình may mắn được thử những cái món miền Trung từ nhỏ, cứ ăn và rồi ghiền á mọi người. Mỗi lần về quê là mình phải đi mua bằng được cái món này. Ở ngoài mình bán chỉ có 30.000 một ký thôi, nhưng mà ăn cả nhà luôn á. Loay hoay một hồi thì cũng xong rồi nè. Mình rất cảm ơn mọi người ăn trưa cùng với mình nha. Cho bánh xèo vào tô như thế này, thêm một ít rau lên nữa, phải có rau quế ăn mới ngon nha. Cuối cùng linh hồn của món này là nước mắm ngọt nè. Mình thích nước mắm ngọt lắm nên mình cho rất là nhiều luôn. Đúng là cái vị này rồi nè. Bây giờ thì không còn phải ra hàng quán để mua nữa. Mỗi lần thèm thì cứ bật bếp lên thôi. Ai đã từng ăn món này thì comment ở dưới nha. Bye bye.